ký ức về trận đài Hồng Thủy khiến hàng trăm nạn nhân thiệt mạng ở Trịnh Châu năm ngoái vẫn còn in đậm trong tâm trí nhiều người Trung Quốc. Mùa hè năm nay, thiên tai tiếp tục hoành hành khắc nghiệt, mưa lũ, sạt lở bủa vây hầu khắp các tỉnh miền Nam. Cùng lúc đó, nắng nóng nghiệt ngã khiến 900 triệu người Trung Quốc phải khổ sở. Nguyên nhân do đâu? Biện pháp là gì? Cuộc chiến với biến đổi khí hậu đang diễn ra ở Trung Quốc như thế nào? Cùng lúc đó, châu Âu cũng không tránh khỏi khủng hoảng khí hậu. Mời quý vị cùng theo dõi những câu chuyện về nỗ lực sinh tồn của con người khi mẹ thiên nhiên đang nổi giận. Tất cả sẽ có trong chương trình Góc nhìn quốc tế ngay sau đây. Thị trấn và cánh đồng chìm dưới biển nước, nhà cửa và đường phố bị chôn vùi trong sạt lở. Mùa màng phơi mình dưới cái nắng như thiêu đốt, các nhân viên y tế gục ngã vì sốc nhiệt trong bộ đồ bảo hộ. Theo CNN, kể từ khi mùa hè bắt đầu, cảnh tượng tàn phá và khốn khổ đã bủa vây khắp Trung Quốc khi quốc gia đông dân nhất thế giới không ngừng hứng chịu tình trạng thời tiết khắc nghiệt và khẩn cấp. Các nhà khoa học suốt nhiều năm đã cảnh báo biến đổi khí hậu sẽ khiến thiên tai xảy ra nghiêm trọng hơn, gây tử vong cao hơn và diễn ra thường xuyên hơn. Giờ đây, cũng như hầu hết các nơi trên thế giới, Trung Quốc đang ngấm đòn khủng hoảng khí hậu. Kể từ khi mùa mưa bắt đầu vào tháng 5, các đợt mưa bão lớn đã gây ra sạt lở và lũ quét khắp miền Nam Trung Quốc, khiến hàng chục người thiệt mạng, hàng ngàn người sơ tán, thiệt hại kinh tế lên tới hàng tỷ nhân dân tệ. Hồi tháng 6, mưa xối xả đã phá vỡ nhiều kỷ lục lịch sử ở tỉnh Duyên Hải Phúc Kiến, cũng như nhiều nơi thuộc tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây. Cùng lúc đó, nhiệt độ như lò lửa tấn công các khu vực miền Bắc Trung Quốc, có nơi đạt mức nhiệt hơn 40 độ C. Đợt sóng nhiệt vẫn đang bao trùm khoảng phân nửa đất nước, ảnh hưởng hơn 900 triệu người, tương đương 64% dân số. Hầu hết các tỉnh Đông Bắc Trung Quốc ban hành cảnh báo vì nhiệt độ cao bất thường. 84 thành phố đã đưa ra mức cảnh báo cao nhất, màu đỏ, tính đến ngày 13 tháng 7. Trong những tuần qua, tổng cộng 71 trạm thời tiết quốc gia ở khắp Trung Quốc đã ghi nhận mức nhiệt độ cao vượt qua mọi kỷ lục. 4 thành phố, gồm 3 tỉnh ở Hà Bắc và 1 tỉnh ở Vân Nam, chứng kiến nhiệt độ tăng vọt tới 44 độ C, theo dữ liệu của Trung tâm Khí hậu Quốc gia. Đợt nắng nóng dự kiến sẽ kéo dài trên toàn quốc từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 24 tháng 8, trong vòng 40 ngày, tăng so với mức 30 ngày hàng năm. Các bệnh viện ghi nhận số trường hợp bị sốc nhiệt tăng lên. Các nhà khí tượng Trung Quốc cho biết, số lượng thành phố chịu cảnh nắng nóng nguy hiểm đã tăng đều trong 30 năm qua. Nhiều chuyên gia cho rằng, nguyên nhân của nhiệt độ cao bất thường kéo dài là do biến đổi khí hậu. Nắng nóng gay gắt tấn công giữa lúc ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc cũng tăng lên. Chuỗi lây nhiễm mới đã khiến chính phủ bắt buộc xét nghiệm đại trà. Theo đó, mọi người dân vùng dịch, bao gồm người cao tuổi, đã phải xếp hàng dài để làm xét nghiệm giữa cái nắng như thiêu đốt. Nhiệm vụ xét nghiệm cũng trở nên gian truân cho nhân viên y tế khi phải ở ngoài trời suốt hàng giờ trong bộ đồ bảo hộ kín kẽ từ đầu đến chân. Sóng nhiệt cũng gây thiếu hụt năng lượng ở một số khu vực và làm suy giảm sản lượng nông nghiệp, đe dọa khiến giá thực phẩm tăng cao. Và điều tồi tệ nhất e rằng vẫn còn ở phía trước, theo Yao Wenwang, một quan chức Bộ Tài nguyên nước có nhiệm vụ theo dõi và phòng ngừa lũ lụt hạn hán. Ông Yao nói với hãng thông tấn Tân Hoa Xã vào tháng trước rằng, dự đoán từ tháng 7 tới tháng 8 sẽ có thêm nhiều sự kiện thời tiết cực đoan ở Trung Quốc. Tình hình lũ lụt hay hạn hán ở các khu vực cũng sẽ nghiêm trọng hơn thường lệ. Trung Quốc là một trong những nơi nhạy cảm và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của biến đổi khí hậu toàn cầu. Tại quốc gia, nhiệt độ tăng nhanh hơn mức trung bình toàn cầu, theo sách xanh mới nhất của Trung Quốc về biến đổi khí hậu do Cục Khí tượng phát hành vào tháng 8 năm ngoái. Từ năm 1951 đến năm 2020, nhiệt độ bề mặt trung bình hàng năm của Trung Quốc đã tăng với tốc độ 0,25 độ C trong mỗi thập kỷ. Mực nước biển ở các bờ biển Trung Quốc cũng tăng nhanh hơn mức trung bình toàn cầu từ năm 1980 đến năm 2020, theo sách xanh. Trung Quốc đã trải qua lũ lụt mùa hè suốt hàng trăm, hàng ngàn năm nay, nhưng biến đổi khí hậu làm cho những thiên tai này trở nên dữ dội và thường xuyên hơn. Theo nhận định của Johnny Chan, giáo sư danh dự về khoa học khí tượng của Đại học thành phố Hồng Kông, bầu khí quyển ấm hơn có thể giữ lại nhiều hơi nước hơn, dẫn đến mưa lớn hơn, và sự ấm lên toàn cầu có thể làm thay đổi hoàn lưu khí quyển, góp phần gây ra những hiện tượng cực đoan như sóng nhiệt hoành hành, ông Chan cho biết. Giáo sư nhấn mạnh,
chúng ta cần phải rất quan tâm đến vấn đề này, bởi vì thiên tai thực ra ảnh hưởng nhiều nhất đến những người yếu thế và dễ tổn thương, những người ở khu vực nông thôn, những người không có máy điều hòa hay phải sống trong điều kiện chật chội đông đúc. Đối với Trung Quốc, quy mô khổng lồ về dân số và nền kinh tế, nghĩa là mức độ thiệt hại do thiên tai đem lại sẽ vô cùng rộng lớn và kinh khủng. Bão nhiệt đới, lũ lụt và hạn hán ước tính gây thiệt hại cho Trung Quốc khoảng 238 tỷ nhân dân tệ hàng năm, cao nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và gần gấp 3 lần tổn thất ước tính của Ấn Độ hay Nhật Bản, theo báo cáo hồi năm ngoái của Tổ chức Khí tượng Thế giới. Theo một nghiên cứu của Lancet công bố vào năm 2020, tỷ lệ tử vong liên quan đến sóng nhiệt ở Trung Quốc đã tăng thêm 4 lần từ năm 1990 đến năm 2019, đạt 26.800 trường hợp tử vong vào năm 2019. Trong khi đó, nhiều người Trung Quốc chỉ vừa nhận ra biến đổi khí hậu ảnh hưởng như thế nào tới cá nhân họ. Trước đó, năm 2019, các nhà nghiên cứu nhận thấy, so với nhiều nước khác, thì nỗi lo ngại của công chúng Trung Quốc về nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu là tương đối thấp. Chính phủ Trung Quốc đã cam kết đưa mức khí thải nhà kính đạt đỉnh trước năm 2030 và sau đó trung hòa carbon trước năm 2060. Đối với nhiều người Trung Quốc, các thiên tai tàn khốc do biến đổi khí hậu đã để lại nỗi đau đậm nét vào mùa hè năm ngoái, khi các trận lũ như Đại Hồng Thủy khiến 380 người chết ở thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam ở miền Trung. Tháng 7 năm ngoái, thành phố 12 triệu dân đã hứng chịu lượng mưa ngàn năm có một. Nhưng chính quyền địa phương đã thiếu chuẩn bị và không để ý tới 5 cảnh báo đỏ liên tiếp về mưa lớn. Chính quyền Trịnh Châu đáng lẽ nên hủy bỏ mọi hoạt động tụ tập, tạm dừng lớp học và kinh doanh. Nhưng họ không làm vậy. Sau cùng, nước lũ tràn ngập các tầng hầm thuộc mạng lưới tàu điện ngầm của thành phố, khiến hàng trăm hành khách mắc kẹt trong hồ bơi tử thần và 12 người đã không qua khỏi, gây chấn động dư luận Trung Quốc và quốc tế. Liu Junjian, lãnh đạo dự án năng lượng và khí hậu cho Tổ chức Hòa bình Xanh Đông Á, cho biết đợt lũ lụt Trịnh Châu là một hồi chuông cảnh báo cho chính phủ và công chúng Trung Quốc. Chính quyền trung ương và địa phương đã bắt đầu nhận thức rõ biến đổi khí hậu là mối đe dọa khổng lồ đối với xã hội và sự phát triển bền vững của xã hội, bà Liu nói. Chuyên gia này cho biết thêm, đã có rất nhiều cuộc thảo luận về khí hậu và thiên tai trên các phương tiện đại chúng và mạng xã hội của Trung Quốc. Từ mùa hè năm ngoái, nhiều thành phố Trung Quốc đã cải thiện hệ thống ứng phó khẩn cấp khi xảy ra mưa lớn. Vào tháng 5, giới chức các đô thị miền Nam thuộc tỉnh Quảng Châu đã đình chỉ lớp học và khuyến khích người dân làm việc ở nhà, đóng cửa các công trình xây dựng, tạm dừng phương tiện công cộng khi xảy ra mưa lớn liên tiếp. Vào tháng 6, chính phủ Trung Quốc ban hành tài liệu chính sách mới để cải thiện khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu. Chính phủ khẳng định, biến đổi khí hậu tạo ra những thách thức lâu dài, khiến đất nước dễ tổn thương hơn trước những sự kiện thời tiết đột ngột và cực đoan. Biến đổi khí hậu đã gây nên tác động to lớn đối với hệ sinh thái tự nhiên của Trung Quốc, đồng thời gây tổn hại kinh tế và xã hội, theo chính phủ viết trong báo cáo chiến lược mới về đối phó khủng hoảng khí hậu. Nhưng chuyên gia Liu cho rằng, chính sách mới của Trung Quốc khổng lồ và đầy tham vọng, nhưng lại thiếu chi tiết về cách thực hiện ở từng địa phương. Bà Liu lưu ý, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu có thể rất khác biệt ở từng địa phương, và mối đe dọa của nó đối với những người dễ tổn thương cũng sẽ khác nhau ở từng nơi. Vì vậy, mỗi địa phương cần phải đặt ra kế hoạch riêng để thực hiện chiến lược chung. Trong khi đó, các quốc đảo Thái Bình Dương hiện đang mắc kẹt giữa bàn cờ địa chính trị của Trung Quốc và Mỹ đã kêu gọi hai quốc gia phát thải carbon lớn nhất thế giới phải hành động mạnh mẽ hơn để chống lại biến đổi khí hậu. Tại cuộc họp thượng đỉnh 4 ngày của diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương ở thủ đô Suva của Fiji, các nhà lãnh đạo đã tỏ ra vô cùng thận trọng khi Bắc Kinh xúc tiến ký kết hiệp ước về thương mại và an ninh với một số quốc gia khu vực. Còn Washington cũng đang cam kết gắn kết mạnh mẽ hơn về ngoại giao và tài chính. Khu vực đặc quyền kinh tế của 17 nước thành viên diễn đàn quốc đảo Thái Bình Dương trải dài 30 triệu km vuông, cung cấp một nửa lượng cá ngừ cho thế giới, loại cá được tiêu thụ nhiều nhất toàn cầu. Nhưng các nước khu vực đều lo ngại về tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, đặc biệt tình trạng nước biển dâng có thể nhấn chìm nhiều vùng trũng. Sau khi thượng đỉnh kết thúc vào ngày 14 tháng 7, các nhà lãnh đạo đã soạn thảo một tuyên bố chung. Theo Reuters, các quốc đảo Thái Bình Dương kêu gọi nỗ lực thiết thực hơn ở hội nghị sắp tới của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27. Các nước Thái Bình Dương mong muốn kêu gọi những quốc gia phát thải lớn phải hỗ trợ tài chính cho những nước đang phát triển để giúp thích ứng với tình trạng nước biển dâng và các cơn bão biển ngày càng dữ dội hơn. Nắng nóng và cháy rừng ở châu Âu cũng đang tiếp diễn vô cùng khắc nghiệt.
hàng loạt quốc gia trong khu vực như Tây Ban Nha, Hy Lạp, Pháp, Ý và Anh đều phải chiến đấu với những trận hỏa hoạn. Trong khi đó, Bồ Đào Nha cũng báo cáo đã có hơn 1.000 người thiệt mạng vì nắng nóng. Cụ thể diễn biến như sau. Ngày 19 tháng 7, các lực lượng cứu hỏa ở miền Tây Nam nước Pháp đã phải nỗ lực để kiểm soát trận cháy rừng lớn nhất khu vực trong hơn 30 năm qua. Nhà chức trách cho biết, một người đàn ông đã bị tạm giữ vì nghi có hành vi đốt phá gây ra hỏa hoạn. Đám cháy đã lan rộng 75 dặm vuông ở vùng nông thôn xung quanh Bồ Đào trong tuần qua, buộc hơn 30.000 người phải sơ tán. Paul Vitter, một trong những nạn nhân ở khu vực xảy ra hỏa hoạn, chia sẻ. Hy vọng rằng ngọn lửa sẽ sớm được kiểm soát để chúng tôi có thể trở về nhà trong tuần tới. Tại Hy Lạp, gió lớn đã gây ra một đám cháy gần các ngôi nhà ở ngoại ô Athens, khiến chính quyền phải ra lệnh sơ tán. Tại Ý, một trận cháy rừng lớn vừa bùng phát ở ngoại ô thị trấn Sistina ngày 19 tháng 7. Nhiều nơi khác khắp đông bắc nước Ý cũng chìm trong lửa dữ. Tây Ban Nha cũng ghi nhận hơn 30 vụ cháy rừng thiêu rụi nhiều khu vực của nước này. Hỏa hoạn còn nhấn chìm ngôi làng Wellington ở vùng Đại London, thiêu rụi nhiều nhà cửa khi nhiệt độ của nước này đạt mức cao kỷ lục ngày 19 tháng 7. Đây là lần đầu tiên nước Anh ghi nhận nền nhiệt cao hơn 40 độ C, buộc các nhà chức trách phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc hồi tháng 2, thói quen sinh hoạt của con người đã gây ra biến đổi khí hậu, khiến hạn hán xảy ra nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Số lượng các vụ cháy rừng cực đoan dự kiến sẽ tăng 30% trong vòng 28 năm tới. Thêm vào đó, đợt nắng nóng còn gây ra tác động đến sức khỏe, đặc biệt ở những người cao tuổi và nhóm những người dễ tổn thương. Người đứng đầu cơ quan y tế Bồ Đào Nha nói với Reuters, đã có 1.063 ca tử vong do đợt nắng nóng được ghi nhận từ ngày 7 đến ngày 18 tháng 7. Ngoài ra, các chuyên gia cho biết nhiệt độ oi bức vào ban đêm đang cản trở các hoạt động cứu hỏa trên khắp châu Âu, khiến tình trạng sức khỏe trở nên tồi tệ hơn. Thiên tai mùa hè có vẻ ngày càng khắc nghiệt hơn. Quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin hãy để lại bình luận nhé. Đến đây, chương trình Góc nhìn quốc tế xin được khép lại. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.